Chuyện tình báo Mời các bạn đón nghe phần 3 tiểu tiết tình báo dài kỳ Của tác giả Tôn Ái Nhân Trinh sát Hà Nội qua phố Ngô Tỷ Nhậm để điều tra, xem xét một ngôi nhà nhân tình của Bảo Đại xong, Đoàn Giáp và Thanh Sơn quay trở về. ở giữa đường, hai người gặp một cô gái mặc áo dài đen đi ngược chiều. cách hai người chừng vài thước, cô gái bỗng nở nụ cười, gật đầu chào rồi đi. cô gái trả khoảng 20 tuổi, người rong dọc cao, ống ả, à. khuôn mặt trái xoan, có cặp mắt đen một mí và hàm răng cười rất tươi. vì cô ta không nói và thanh sơn không trả lời nên nụ cười và cái gật đầu chào của cô gieo vào lòng giáp một sự phân vân không biết cô gái chào ai trông cô ta có vẻ đứng đắn chứ không thuộc loại lăng nhăng ngay lúc đó giáp định hỏi thanh sơn nhưng anh kìm được vì sợ đi đường nói chuyện không lợi về tới nhà giáp mới hỏi thanh sơn này cô gái mặc áo dài đen lúc nãy ta gặp quen cậu phải không Thanh Sơn nhìn giáp mỉm cười và trả lời Đúng rồi Người của cánh ta cả đấy Giáp thế thế nào Trông cô ta có được không Cũng tạm À này Cậu có cần mượn cô ấy Đóng giả vợ chồng như bọn mình Để ở riêng hoạt động cho tiện Mình sẽ đi báo cáo với quận ủy Và nói với cô ấy cho Kể ra làm thế cũng được Nhưng trong tình hình này Có nên không Nên quá ấy chứ Sống trong lòng địch có hai người hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau thì còn gì bằng ngay khi trái gió trở trời, trời ốm đau mà có đồng chí của mình trông nom cũng đỡ tủi giờ cậu đang cần có điều kiện tốt để che mắt địch để hoạt động cô ấy cũng vậy hai người đóng kịch với nhau thì tuyệt lắm và rất thuận lợi đúng được như thế cũng hay đấy nhưng kể cũng có nhiều điều phiền phức mình nghĩ người ta là con gái người ta còn phải lo chuyện chồng con tương lai hạnh phúc sau này nữa chứ nếu cứ ăn ở lâu dài thì bắt người ta chịu đựng mãi sao ui chà cậu lo xa quá có khi đánh giá thấp người phụ nữ đấy giữa lúc nước sôi lửa bóng thế này mà lại đi tính chuyện hạnh phúc riêng tư nhỏ nhặt thì đúng là cậu lo bỏ trắng răng không phải thế đâu thanh sơn ạ à. mình nghĩ cô gái đó có thể cái giá trị về sự trong trắng của người con gái chưa chồng ở đất nước ta là rất cao quý và cần thiết giờ bắt cô ta đi làm vợ giả của mình tớ sợ rằng đây là sự hy sinh quá lớn nhưng cậu nên nhớ rằng chúng ta đang phải sống trong hàng sói cái sống và cái chết có thể xảy ra đến với chúng ta từng giờ để tránh trả giá đắt bằng xương máu chúng ta đành phải hy sinh chuyện nhỏ nhặt đó chứ còn biết làm sao dẫu sao thì một người con trai chưa vợ một người con gái chưa chồng Đến ở chung với nhau Kể cũng phiền phức quá đi chứ Cũng chẳng sao Nó sẽ quan dần đi thôi Cậu tính ngày xưa mình mới Vân Đến ở đây mới gay chứ Chỉ có hai đứa với nhau thôi Mà xung quanh lại toàn mật thám nhỏ ngó Để đánh bại sự nghi ngờ của chúng Hè mình mở toang cửa sổ ra Ngủ chung với Vân một giường đấy Chào ôi Lửa gần rơm không cháy cũng chèm chèm mình phải đấu tranh với mình ghê lắm chính nhờ lý tưởng cao cả nên mình đã vượt qua được tất cả cho nên chúng mình sống với nhau suốt từ bấy tới nay chẳng có chuyện gì cả câu chuyện bàn tới đó đoàn giáp không có ý kiến thêm gì nữa hai người lại lao vào công việc anh quên đi rất nhanh và cho là chuyện bàn xong để đấy chứ chẳng thực hiện nổi đâu không ngờ thanh sơn lại lặng lẽ sốt sắng tiến hành ngay Buổi chiều hôm sau, khi đoàn giáp ở nhà cơ sở về, Thanh Sơn chạy đến, nắm vai anh, hồ hởi nói. Này, chuyện của cậu tớ đã báo cáo với quận ủy và thuyết phục cô ấy nhất trí rồi đấy. Bị đột ngột, giáp ngớ người, hỏi lại Thanh Sơn. Chuyện gì của mình? Chuyện vợ giả ấy, cậu không nhớ sao? À, mình nhớ rồi. Ông tướng. Không tướng với sĩ gì cả. Sáng mai, cậu gác mọi việc diện thật oách vào để tớ đưa cậu tới phố hàng bông ra mắt vợ già hiểu không quận ủy đã nhất trí rồi thì đây là mệnh lệnh cậu phải chấp hành không thể cưỡng được trước nhiệt tình của bạn buổi sáng hôm sau giáp lại tề chỉnh trong bộ cánh trắng phau theo thanh sơn đến nhà cô gái nhà cô ở giữa phố hàng bông khi hai người đến cô đang ngồi một mình chăm chú may chào chị Chúng tôi muốn đến mai bộ quần áo Theo ý riêng có được không ạ Thanh Sơn vừa nói Vừa bước vào trong nhà Toàn giáp đi theo sau Cô gái nhìn lên Cắm mắt một mí long lanh Đầy vẻ ngạc nhiên Lúng túng nói Ôi anh xin mời Hai anh lên nhà ạ? Cô gái nói xong đứng dậy đóng cửa Rồi dẫn Thanh Sơn và đoàn giáp Đến căn phòng trên gác Căn phòng của cô chừng hai chục mét vuông trong phòng kê một giường to một tủ con và một bộ bàn ghế khi mọi người đã ngồi vào ghế thanh sơn mới giới thiệu anh nói cả tên thật và bí danh của đoàn giáp cho cô gái biết đồng thời cũng giới thiệu tóm tắt về cô gái cho đoàn giáp rõ cô gái ấy tên là tị trong hoạt động thì gọi là tâm gia đình tâm ở ngoài vùng tự do tâm ở lại với em gái và nhờ bà cô họ mở hiệu may để hoạt động nhiệm vụ chính của tâm là cơ sở giao thông đưa đón cán bộ truyền tài liệu tin tức tiền bạc phục vụ kháng chiến từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong tiết mục giới thiệu đã xong rồi bây giờ hai người hãy làm quen với nhau đi rồi sau đó hãy bàn đến công việc thanh sơn nói và quay lại nhìn tâm tâm tự nhiên ngượng ngùng bẽn lẽn nước da trắng hồng trên khuôn mặt trái xoan của cô do vậy Đôi mắt long lanh của cô lại càng sắc khi cô lúng túng liếc nhìn đoàn giáp. Thấy Tâm mất tự nhiên, Thanh Sơn lại bô bô nói. Làm gì mà phải xấu hổ, đồng chí với nhau cả. Tâm cứ coi anh ấy như người nhà thôi mà. Này mai sống chung với nhau cũng vậy, phải mạnh dạn lên. Vâng, nhưng mà... Tâm ngập ngừng trả lời. Chả nhưng với mà gì hết, đây chỉ là vợ chồng giả vờ như người ta sắm vai kịch trên sân khấu ấy thôi có phải vào sinh ra tử gì đâu mà lo tâm cứ làm như vân đóng giả vợ tôi ấy là được thanh sơn nói thản nhiên như không nhưng mà em thấy nó cứ thế nào ấy tâm nói lưỡng lự và phân vân chẳng thế nào cả thanh sơn tiếp tâm cứ coi anh ấy như anh trai hoặc bạn gái thân ở chung với nhau thế thôi kể mấy ngày đầu cũng có nhiều bỡ ngỡ nhưng không sao chỉ sau một tuần nó sẽ quen và trở thành bình thường ngay thôi mà nói đoạn thanh sơn quay về phía đoàn giáp và bảo thôi giờ giáp ở đây bàn công việc với tâm đi mình đi chút việc không đợi giáp trả lời thanh sơn đã vội tạm biệt hai người đẩy cửa bước nhanh xuống cầu thang còn chơi lại một mình ngồi đối diện với tâm đoàn giáp thấy bầu không khí yên lặng đang chụp xuống hai người. Tâm vào trong này đã lấy được tít chưa? Đoàn giáp chủ động hỏi trước để cho không khí tiếp xúc ban đầu đỡ nặng nề và lúng túng. Dạ chưa, em mới có giấy thông hành thôi. Tâm nhìn đoàn giáp nhỏ nhẹ trả lời. Tôi cũng vậy, ngày mai Tâm có bận gì không? Chúng ta đi một thể đi. Vâng, thế cũng được. Nhưng mai gặp anh ở đâu? Nếu như không có gì trở ngại thì tôi sẽ lại đây. Và ngày mai nếu lấy được tít sớm, tôi sẽ đưa Tâm đến thăm căn nhà và chúng ta sẽ ở một thể. Như thế khỏi mất một buổi khác. Dạ vâng, nhưng các anh đã thuê được nhà rồi cơ à? Được rồi. Ở phố nào thế anh? Ở gác 2, số 153, phố Nguyễn Thái Học. Có khá không anh? Khá, rộng rãi và toáng mát. Nếu như không có gì thay đổi, thì chiều hoặc sáng ngày kia chúng ta có thể dọn đến được rồi trời ơi các anh tiến hành nhanh thế cơ à làm em chẳng kịp làm gì giúp các anh cả chẳng sao đây là nhiệm vụ chung mỗi người lo cho một ít ta nên tiến hành sớm ngày nào thì hai ngày đó và càng ít người biết thì càng tốt vâng em biết nhưng giờ còn những gì em phải lo anh cho em được tham gia với có lẽ giờ chỉ còn lo dụng cụ gia đình và mọi thứ cần cho sinh hoạt hàng ngày thôi tâm ạ. Thế rồi hai người ngồi bàn với nhau, mua sắm các dụng cụ gia đình như gạo củi, nồi niêu, bát đũa. Sau đó, mỗi người xung phong nhận một phần việc đi mua sắm các thứ đó. Buổi sáng hôm sau, đoàn giáp và tâm đã thực sự là đôi bạn thân. Gặp nhau họ không hề ngượng nghịu và khách khí gì nữa. Hai người ăn mặc rất đẹp, đi bên nhau hồn nhiên, cởi mở ra phố Hoàng Long ăn sáng cái đã Rồi hãy đến sở mật thám anh ạ Tâm rủ đoàn giáp Phải đấy Chứ không vào sở mật thám là phải chờ lâu lắm Thế là hai người đi đến tiệm ăn ở gần ga Đoàn giáp chọn chỗ ngồi trong góc tường Vừa khuất lại vừa dễ quan sát xung quanh Tâm gọi liền bốn đĩa suối mặn Và bốn chiếc bánh bao Rồi ghé sát tai đoàn giáp và giải thích Chúng mình phải cố gắng ăn thật no vào nếu đi lấy tít Nó có phát hiện mà bị bắt Giả sử nó có trà tấn đánh đập chẳng nữa Thì mình cũng có sức mà chịu được anh ạ Tâm cẩn thận và chu đáo quá Nhưng không lo đâu Tâm Chúng ta sẽ có cách che mắt chúng Nhưng cũng phải hết sức bình tĩnh đấy Nếu như sáng nay Chúng ta lấy được tít Thì bước đầu vai kịch của chúng ta Đã thành công một nửa rồi Đoàn giáp vừa nói Vừa mỉm cười nhìn Tâm Em cũng nghĩ thế Nhưng mà sao đi vào sở mặt 8, Em vẫn thấy nó trần trợn Như là ban đêm qua bãi tham ma ấy Ngại lắm Đừng sợ Đến đó mà tâm biểu lộ sự lo lắng Là nó phát hiện ra ngày đấy Vâng em sẽ cố gắng Hai người cứ như thế Vừa ăn vừa nói chuyện động viên nhau Như sắp sửa Phải vào hang cọp vậy Ăn xong Đoàn giáp và tâm đàng hoàng đi vào sở mật thám để chống theo dõi và phát hiện của địch hai người đi cách nhau chừng vài chục bước nếu có động thì ra hiệu cho nhau để đối phó tâm vào sở mật thám trước nếu thấy yên ổn đoàn giáp mới được vào vào sở mật thám mỗi người lặng lẽ ngồi trên một ghế ở ngoài sân như không hề quen biết nhau đoàn giáp ngồi chờ một lúc thì ngoài cổng có tiếng xe mô tô anh liếc nhìn ra đã thấy thằng Thu với thằng Tây vừa đỗ xe đi vào. Anh đoán chúng vừa đi bắt người về. Vì Thu là tên mật vụ Đại Việt rất khát máu và được Vũ Đình Lý rất tin cậy. Hắn chuyên dẫn Tây đi khắp Hà Nội để săn bắt những người nghi là Việt Minh. Toán nhìn thấy nó bước xuống xe. Cái mặt dài nhọn của nó hếch lên bừng bừng ớn hở. Toàn giác nghĩ thầm. Mới mở mắt ra, nó đã hí hưởng đi về thế này. Chắc nó đã đánh hơi và vớ được cái gì đây Thằng chó săn này Đắc lực thật Sớm muộn rồi cũng phải khử thôi Còn để nó ngày nào Là còn có hại cho kháng chiến ngày ấy Đoàn giáp biết thằng Thu Từ hồi còn là học sinh Trường Jong Dupuy Nó cùng lớp với anh Và được bạn bè liệt vào hạng lười biếng Rốt đặc cắn mai ấy vậy Nhưng tán gái thì nó lại siêng năng Chăm chỉ Khó ai bằng ngay khi mới 15, 16 tuổi Nó đã chơi bởi trác táng Chim chuột với một cô đào dạ Ở dạp tố như Rồi về khoe in ỏi với cả lớp Là có tài chinh phục phụ nữ Cách mạng tháng 8 Nhảy vào Đại Việt Đến kháng chiến bùng nổ Nó trở thành tên mật Tám đắc lực cho Pháp Ngay khi Pháp chiếm Hà Nội Nó đã dẫn mật Tám Đi bắt hàng loạt bạn bè cũ Mà nó nghi là Việt Minh có người sau khi trốn khỏi tù Cầm tù nó Tìm cách giết Mãi mà chưa được Thằng Thu thừa biết Đoàn giáp là người kháng chiến cũ Giờ nó vớ được anh Thì như bắt được vàng Nó chẳng tha đâu Anh nghĩ Nếu nó vào đây Mà phát hiện ra Anh phải hành động ngay Dù sống chết Cũng phải giết nó đã Tiếng giày thằng Thu lột cộp Bước lên thềm Rất nhanh Đoàn giáp vội lên cơn ho anh lấy mùi xoa che mặt Và cúi xuống quay mặt vào tường Tên thu đứng lại Đưa cặp mắt cháo trợn lừng láo nhìn khắp mọi lượt Rồi lột cục bước vào phòng làm việc Tên là nó không phát hiện ra giáp Anh tờ vào nhẹ nhõm Trần giáp là ai? Thưa ông tôi ạ à. Toàn giáp giật mình đứng dậy Trả lời câu hỏi đột ngột của tên mật thám Đang cầm thông hành của anh Tên mật thám mặt vuông Răng vỏ Chằm chằm cặp mắt to trắng dã, nhìn vào gương mặt anh, suốt từ đầu đến chân. Một lúc lâu, đoàn giáp thấy lạ, không hiểu do sáo trộn giấy tờ hay là do chúng tình nghi anh. Mà giấy anh đặt sau tâm thì nó lại gọi trước, còn giấy của tâm để trước thì nó vẫn chưa nói gì. Tên mật thám răng vào nhìn đoàn giáp chán rồi nó hát hàm hỏi. Có ảnh chưa? Thưa ông có rồi, đưa đây xem. Đoàn giáp vội rút mấy chiếc ảnh chụp sẵn xì ra cho nó. Tên mật tám nhìn anh và nhìn người giáp một lần nữa để đối chiếu rồi hỏi. Có tên nào khác nữa không? Thưa ông, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến nay, tôi vẫn chỉ có mỗi tên Trần Giáp thôi ạ. À. Bao nhiêu tuổi? Thưa ông, tôi sinh năm 1926. Tính đến tháng 9 năm 1949 này thì vừa tròn 23 tuổi. Ở đâu? Dạ thưa ông tôi ở số nhà 40 hàng than Hà Nội Đúng như giấy thông hành tôi đã khai trước đây Làm gì Thưa ông sau khi học xong thành trung Ở trường Văn Lang già đến nay Tôi không có nghề nghiệp gì chính thức Tạm thời tôi chỉ dạy học tư Để kiếm sống thôi ạ Có vợ chưa Thưa ông thân một mình kiếm ăn chưa nổi Nói chi chuyện vợ con Cứ thế Tên mật thám răng vào Hỏi nhát gừng Rất nhanh và liên tục còn đoàn giáp thì trả lời lại thông tả tử tốn, lễ độ và rất trôi chảy. Đúng hệt như giấy thông hành mà hôm nọ anh đã nói với Thụy. Tên mật thám dùng lối vòng vèo, lắt léo, hỏi một số câu khác. Có tham gia viện binh không? Có theo học sinh trường đi biểu tình lần nào chưa? Và nhiều câu hỏi hóc búa khác. Đoàn giáp đều bình tĩnh, trả lời rõ ràng, rành rọt. Làm cho tên mật thám răng vẩu Dù đã có nghi mấy Cũng khó bắt bẻ được anh Trước khi đến đây Anh đã chuẩn bị kỹ ở nhà Và tham khảo rất nhiều đồng chí Đi lấy tít Nói lại kinh nghiệm rồi Cuối cùng Tề mật tám không cặn vặn được gì anh nữa Đành phải cấp cho đoàn giáp Cái tít Thừa nhận anh là người hợp pháp Trên đất Hà Nội Cầm lá bùa hộ mệnh Đoàn giáp cười thầm ở trong bụng anh bước ra đắc thắng trước cặp mắt người sáng của tâm một lúc sau tâm cũng lấy được tít tung tăng bước ra đến gặp đoàn giáp ở chỗ hẹn hôm nay thật thú vía không kịp nghĩ ra để tránh mặt thằng thu thì thế nào cũng bị nó phát hiện đoàn giáp nói thế sao cái thằng ấy hung hăng lắm bên em đã có án cai tử nó rồi mà chưa thực hiện được đấy nó là bạn học cũ của bọn này đây Nhưng hôm nay rất may Vừa tránh được nó Lại vừa lấy được tít Một cách nhanh chóng Mà bọn mật tám đưa tận tay cho Như thế là bước đầu Ta đã hoàn toàn thắng lợi rồi nhé Phải nói là hôm nay rất thuận buồm xuôi gió Mọi sự tốt lành Giờ thắng lợi rồi Chúng mình có tổ chức ăn mừng đi anh Ừ phải đấy Nhưng tâm tích đến Metro Ole Hay đến Phú Gia Đến Phú Gia thôi chứ Metropole là tên của Tây. Nó không cho người mình bước chân vào đâu. Thế là hai người dẫn nhau đến Phú Gia. Đang ăn, đoàn giáp dừng lại tươi cười hỏi Tâm. Mọi việc thế là xong xuôi cả. Chiều nay Tâm đã dọn đến ở được chưa? Nét mặt đang tươi giói của Tâm bỗng trở nên nghiêm trang. Cặp mắt một mí lơ đãng nhìn vào khoảng không như suy nghĩ. Tâm đặt đũa xuống bàn, im lặng một lát rồi thông tả đáp. Kể ra dọn đến lúc nào cũng được Việc đi lại ăn ở của em chẳng ai cản trở Ở đây chỉ có em và mấy đứa em nữa thôi Xong có điều em muốn nói thật để anh thông cảm cho Vì hiện nay trong này em còn có nhiều bà con họ hàng và bạn bè thân Giờ đến ở chung với anh Tuy chỉ là giả vờ Nhưng dù sao em cũng phải nói với họ một câu đã Là em đã đi lấy chồng để cho tất cả đều biết Đoàn giáp gật đầu và nói Tâm nói có lý đấy Tâm nói tiếp Chứ không Một cô gái mới lớn như em Tự dưng đến ở chung với con trai Mà mọi người không ai rõ nguyên nhân Thì thế nào người ta cũng sinh tắc mắc Và chê cười Có khi Vì đến tay bọn chỉ điểm Lại càng bất lợi Nên em xin anh Thư thả cho em vài ngày nữa Để em đi báo tất cả bà con họ hàng Và bạn bè biết cái đã như thế có lẽ tiện hơn anh ạ nghe tâm nói thành thực tự nhiên bản giáp thấy lòng xe lại giờ anh mới thấu hiểu ít nhiều những khó khăn sâu xa của vai kịch sắp đóng này nó hoàn toàn không như trên sân khấu diễn xong thì tôi mà còn để lại trong cuộc sống ấn tượng dai dẳng kéo dài có khi hết một đời người rõ ràng đây là một sự hy sinh thầm lặng vô cùng to lớn và cao cả của tâm đối với nhiệm vụ càng nghĩ đoàn giác càng thấy thương cảm và kính trọng người bạn chiến đấu của mình anh đâm chiêu nhìn tâm rồi sẽ sảng nói tâm ạ à, công việc này mới nghĩ thì tưởng đơn giản nhưng ngẫm kỹ thì rất phức tạp đòi hỏi tâm một sự hy sinh quá lớn cho nên nếu tâm thấy còn có những khó khăn không thể khắc phục được thì ta hoãn lại cũng không sao hoặc bao giờ tâm thấy không còn sự vướng mắc lấn cấn gì thì hãy đến cũng được miễn là chúng ta chân thành và nói thẳng thắn những ý nghĩ thật với nhau không sao đâu anh ạ à. em nghĩ để phục vụ lợi ích cho cách mạng thì một việc làm như thế này có gì là đáng kể đâu nhiều người còn hy sinh hơn thế nữa chứ ngay chị vân đấy bao lâu nay đóng giả vợ chồng với anh sơn còn được thì em cũng có thể làm được Anh không phải lo điều ấy đâu Bữa tiệc yên lặng Hai người vừa ăn Vừa theo đuổi những ý nghĩ riêng tư của mình Sau đó Giáp đưa Tâm đến phố Nguyễn Thái học Để xem căn nhà Hai người sẽ sống chung nay mai Đây là nhà chị ruột tiến Chồng chị làm công chức Ở giờ lục lộ Gia đình chị tiến khá giàu Nên mới tậu được một tòa nhà to lớn Rộng rãi như thế này Tòa nhà hai tầng ở giữa phố Nguyễn Thái Học xây theo mốt mới, đẹp và nhiều phòng. Toàn bộ ở phần gác trên chị Tiến cho người nhà bên vợ thuê để đặt xưởng dệt. Còn tất cả phần dưới là gia đình chị ở. Để cho đoàn giáp có nơi ăn chỗ ở đàng hoàng, Tiến đã săn đón lần tìm mãi mới kiếm cho anh được chỗ này ưng ý. Tiến chọn một căn phòng đẹp nhất ở trên gác rộng chừng 30 mét vuông kín đáo thoáng mắt và thuận lợi chẳng thua chỗ ở của Thanh Sơn là mấy. Chỉ có điều ở đây hơi ồn ào vì tiếng máy dệt lách cách khô cả ngày và luôn luôn có người qua lại. Trong phòng, Tiến cũng đặt một tủ giường to, một giường con, một tủ đứng và một bộ bàn ghế kiểu Hà Nội. Đúng là một gia đình giáo học mới lấy vợ ra ở riêng. Ở góc nhà, còn cho để nhờ bộ máy dệt tay không dùng đến Giáp tính chỗ đó Che đi Có thể giấu được tài liệu bí mật Rất tiện lợi Nghe Giáp giới thiệu căn phòng Tâm chỉ tùm tìm cười Em chịu các anh thôi Mới có mấy ngày Mà các anh đã lo toan đủ thứ được Đâu ra đấy Cuộc sống chung giữa một chàng trai chưa vợ Và một cô gái chưa chồng Trong một căn phòng thật không phải chuyện dễ Tất cả thói quen sinh hoạt bình thường Của đoàn Giáp và Tâm bắt đầu xáo động và hoàn toàn thay đổi ở đây bắt buộc hai người phải sống hai cuộc sống hoàn toàn khác biệt một cuộc sống giả trước mọi người và một cuộc sống thật của chính hai người với nhau ngày hôm dọn đến giáp đã phải dẫn tâm tới ra mắt vợ chồng chủ nhà xin phép để tự giới thiệu với ông chủ và bà chủ tên tôi là chu và nhà tôi đây là tâm lần đầu tiên trong đời anh gọi một người con gái là nhà tôi Trước mọi người Nên tự nhiên thích ngượng ngùng khó nói Và tay anh trò vào tâm Ngón tay cứ run run Mặc dù đã có chấn tĩnh Và không dám nhìn thẳng vào mặt tâm Thế ông bà cưới nhau đã lâu chưa Mà giờ mới tới đây thuê nhà ở riêng vậy Chị chủ nhà hỏi Dạ chúng em mới thôi ạ Tâm vội đỡ lời Vì cô thấy đoàn giáp đang mất tự nhiên Thế ông bà làm ở đâu dạ nhà em bảo học còn em làm thợ may tâm nói giọng lạc hẳn đi khẽ khàng giáp dạ biết giờ đến lượt tâm đang ngượng vì phải nói từ nhà em chắc ông giáo vợ bà giáo mới ra ở riêng chưa có em bé nhỉ ông chủ nhà quay hỏi hai người dạ chưa ạ toàn giáp trả lời ông bà đến đây ở chắc chắn sang năm sẽ có em bé thôi ngôi nhà này được cái mát mẻ lắm ai đến ở cũng còn cái hàng đàn ông bà xem nhà tôi đấy cứ sòn sòn năm một chả sợ hiếm hoi đâu câu nói bình thường của ông bà chủ nhà vô tình làm cho giác và tâm thấy ngượng ngùng xấu hổ từ đấy những từ anh em mình nhà em nhà tôi đầy âu yếm thiết tha đã thường xuyên bật ra trên đôi môi của hai người trước những vị khách láng giềng mới đầu giác còn thấy ngượng ngượng nhưng rồi tất cả mọi thứ đều quen dần Duy chỉ về mặt tình cảm Quả không phải chuyện bình thường Ngày tối đầu tiên Khi căn phòng được khóa trái lại Một cảm giác lạ lùng đến với hai người Họ đều cố tránh Không trò chuyện nhiều Vì lúc ngồi ăn cơm Đã nói những điều cần nói rồi Giờ mỗi người tìm mỗi việc để làm Giáp đọc sách ở trên bàn Còn Tâm thì ngồi trên chiếc giường lớn Để thua khuyết áo Thỉnh thoảng mới trao đổi với nhau Vài câu vu vơ Cho nó tự nhiên ập tới Nhưng rồi Có những lúc Chữ ở trên trang báo đoàn giáp Lại lấp lóa nhảy múa Anh đọc mà chẳng hiểu gì nổi Mỗi khi nghe thấy tiếng tâm suýt xoa Vì kim đâm vài tay Nhất là khi tắt điện Vì mỗi người ngủ mỗi giường Để tránh tự theo dõi tò mò Ở nhà bên cạnh Nên họ không thể để đèn sáng được Đêm ấy hai người trần trọng vì lạ nhà, vì tất cả đều mới mẻ. Rồi đến một đêm, đoàn giáp đang ngủ say, bỗng thấy tiếng tâm hốt hoảng, gọi giật giọng Anh Chu, anh Chu, dậy giúp em với, mau mau mau. Tâm vẫn gọi đoàn giáp là Chu như đã quy ước. Giáp mắt mê, mắt hoảng, chợt choàng tỉnh. Gì thế Tâm? Rông, rông, bật điện lên đi anh. Tâm dục Đoàn giáp bước ra khỏi giường, thì một luồng gió mạnh quất vào người khiến anh lảo đảo một luồng gió nữa bốc tới giờ thì anh đã rõ rồi tối qua trời mát không ngờ trời nổi rông đột ngột giờ của tâm ngay cạnh cửa sổ nên bị mưa hắt vào ướt hết gió to quá tâm loay hoay không đóng được cửa sổ mới cầu cứu anh toàn giáp bật công tắc điện hai lần không thấy cháy anh liền bảo mất điện rồi bao diêm để đâu hả tâm mất điện thì đành phải làm mò vậy chứ mưa gió này mà cửa chưa đóng thì diêm đèn chịu sao nổi thôi anh lại đây giúp em đóng cửa sổ lại đi mau lên mưa gió mỗi lúc một to hơn cứ ầm ầm như hàng nghìn tiếng sóng vỗ ngựa phi nước đại những hạt mưa rào rơi vào trong nhà vào giường tâm như ném đá cánh cửa chớp bị gió lôi ra đẩy lại liên tiếp đập vào tường uỳnh uịch, nghe lộng óc thỉnh toàn là một tia chớp lóc lên như rạch xé bầu trời kèm theo là tiếng nổ ầm ầm dữ dội làm rung chuyển cả nhà sao lâu thế anh ướt hết em mất rồi đây này tiếng tâm nói chìm trong gió rít nghe run run sợ hãi tôi bừng bừng như thế này khó lắm giáp vừa nói to để tâm nghe rõ vừa cua tay lần đến phía tâm nhờ ánh chấp và tiếng tâm gọi giáp đã xác định được vị trí và đi tới đụng đánh dầm một cái vào giường tâm anh phải lên hạn giường em và lại đây mới đóng được cơ tâm nói bước lên giường đoàn giáp mới thấy sức gió rất mạnh cứ như một bàn tay vô hình đẩy anh bật ra khỏi giường vì buồng tối nóng anh mặc mỗi chiếc may ô và quần pyjama mỏng để ngủ nên giờ nước mưa quất vào người anh tới đâu bút lạnh tới đó Y như roi vụt vậy Tâm ở đâu đấy Em ở đây Mép cửa sổ đây này Anh đã thấy chưa Đây rồi Cả cánh cửa sổ nữa Nhưng gió mạnh quá Anh phải nép vào phía tường này Đợi gió nó tấp chớp cửa lại Thì lấy đóng từng cánh một Chứ anh nhòi ra Mà kéo Thì gió nó hất anh ngã xuống chết đấy Thì ra từ nãy đến giờ Tâm vẫn nép bên mép tường chờ cửa chớp dập vào nhưng vì một mình cô không đóng nổi một tia chớp sáng quắc trói mắt xé tan mảnh đêm đen một tiếng sét nổ dữ dội làm rung chuyển cả đất trời đánh bật cánh cửa chớp ở trong tay đoàn giáp ra mới vỡ được ôi tâm kêu lên thất tanh và hoảng sợ ôm chầm lấy đoàn giáp anh vội đưa tay giữ tâm lại cả cơ thể ướt đẫm đang run rẩy của tâm nép vào người anh ôi Z, em sợ quá thế rồi hai người lại vùng ra vật lộn với mưa gió vài hỏi một lúc mới đóng được cửa sổ bây giờ thì tắp đèn dầu được rồi đấy tâm nói và mò mẫm đi tìm diêm để tắp đèn khi căn phòng được tỏa sáng hai người nhìn nhau thì thấy người nào người ấy ướt như chuột lột và run lẩy bẩy cầm hộ em kết đèn để em mở tủ lấy quần áo tay chứ không chết rét cả lũ bây giờ Tâm vừa nói vừa đưa chiếc đèn dầu cho giáp. Tâm mặc bộ quần áo ngủ ngắn tay bằng lụa đen mỏng, vì nước mưa tấm ướt tất cả nên hẳn rõ các đường cong tuyệt mỹ trên cơ thể thon tả và cân đối của cô. Tóc cô để trần rủ xuống ngang vai, đẫm nước làm tôn khuôn mặt trắng trẻo của cô nhờ tỏ trước ngọn đèn dầu. Những mảng trắng ở cổ và nhất là đôi cánh tay để trần của Tâm cứ như ngã ra mềm mại nõn nà càng nhìn tâm toàn giáp càng thấy cô đẹp một cách kín đáo và quyến rũ anh thay quần áo ướt ngay đi không cảm lạnh là ốm đấy còn quần áo ướt cứ vứt ra chậu mà em giặt cho tâm nói và đưa tay đưa cho anh bộ quần áo vừa lấy ở trong tủ khi tay xong quần áo hai người soi đèn tới giường tâm thì tất cả đã sũng nước không còn chỗ nào đặt mình lên được Giáp nói Thôi Tâm lên giường con kia ngủ tạm cho đỡ mệt Không Sắp sáng rồi Em chẳng ngủ nữa đâu Làm gì mà sáng được Đoàn giáp quay lại Lấy đồng hồ xem và nói tiếp Mới 12 giờ hơn Thôi Tâm đi nghỉ đi Không nước mưa ngấm vào Là ốm đấy Thế anh ngủ đâu Ngủ đâu anh sẽ tìm đấy Có thể ngồi ghế ngủ cũng được mà Thôi đừng vẽ chuyện nữa mà ốm với nhau cả nút bây giờ giờ trong hoàn cảnh này anh em mình cứ nằm cạnh nhau cũng chẳng sao miễn là bảo vệ được sức khỏe là trước hết nhưng thế nó phiền lắm chả có gì đáng phiền cả anh cứ coi em như bạn trai và em thì coi anh như bạn gái là được anh biết không có lần em đưa một anh cán bộ của ta ra chiến khu giữa đường ngập tây càn em phải kéo anh ấy xuống hầm nhà cơ sở nhưng hầm lại rất hẹp chỉ đủ một người nằm Tê là em và anh ấy ngồi quay lưng vào nhau suốt một đêm ngày đấy. Giường hẹp nhưng cũng đủ để hai người nằm vừa vặn. Để tránh những sự đụng chạm bất lợi, mỗi người đắp riêng một chăn mỏng và quay lưng vào nhau. Tuy thế hơi ấm hai người vẫn cứ lan tỏa sang nhau. Mới đầu đoàn giáp thấy người cứ nao nao, dạo rực. Anh cựa mình luôn. Hết quay nghiêng lại quay ngửa. Nhưng tê tâm bên cạnh vẫn nằm nguyên một chiều, không hề động đậy và hơi thở vẫn cứ nhẹ nhẹ đều đều làm cho đoàn giáp cũng không dám chờ mình nhiều nữa trời mưa gió vẫn cứ gầm xít sấm chớp đùng đùng nhưng trong căn phòng này vẫn tĩnh lặng đoàn giáp như có thể nghe được từng hơi thở nhẹ nhàng của tâm và từng nhịp đập của trái tim mình ánh sáng chiếc đèn dầu đặt ở trên bàn vẫn lung linh khi mở khi tỏ nhưng tất cả vẫn nổi lên trong cảm xúc của đàn giáp Người con gái nằm cạnh anh gần gũi Chỉ cần một sự vô tình của cánh tay thôi Xong thấy tâm nằm ngủ một cách bình thản Giáp cũng kiên quyết giữ mình Cố nằm im để tâm còn có, có những suy nghĩ bất lợi trong tình huống này Rồi cái đêm mưa gió ấy cũng qua đi Từ đấy hai người càng hiểu nhau Và cuộc sống dần đi vào ổn định Họ càng tìm thấy nhau những điều tâm đắc và quý mến trân trọng nhau hơn. Nhưng thường trong sự phẳng lặng lại hay có những xoáy ngầm. Một hôm, đoàn giáp đến nhà Thanh Sơn làm việc. Thoạt thấy anh vào, Thanh Sơn đã vồn vã hỏi. Thế nào, vợ già của cậu liệu có thành tật được không? Cái gì đã giả thì khó thành tật cậu ạ. Giáp cười và trả lời. Thế thì cậu có nghị lực đấy, nhưng phải coi chừng không ghé cô ta trải cậu cho mà xem đàn bà bây giờ người ta có nghệ thuật chinh phục đàn ông tài lắm đó là chuyện của bà còn cánh đàn ông của mình bị họ chinh phục hay không lại là chuyện khác không hiểu cậu đã bị chinh phục hay chưa nhưng mình thấy có triệu chứng rồi đấy mấy lần đến đây cô ấy toàn săn đón hỏi chuyện về cậu bọn mình trêu cô ấy cứ đỏ bừng mặt lên nghe vân nói thì cô ta tâm sự là rất yêu cậu và đang có ý đồ xâm lược đấy chắc các cô ấy đùa vui thôi Làm gì có chuyện đó Có đấy Kể được thế thì cũng hay Tình yêu trên cơ sở tình bạn chiến đấu Tuyệt lắm chứ Cô ta trông cũng khá Và được cái tốt tính tốt nết Nếu thành công thì bọn mình cũng mừng cho hai người Nhưng liệu cậu có gật không Để bọn mình hồn vào cho Mới đầu nghe Thanh Sơn nói Đoàn giáp tưởng chỉ là chuyện đùa Giờ thấy Thanh Sơn có vẻ nghiêm túc anh mới ngẩn người Anh im lặng đưa cặp mắt nhìn Thanh Sơn Rồi chậm rãi Không hiểu Tâm nói với Vân thế nào Chứ từ ngày sống chung với mình tới nay Mình chưa hề thấy Tâm có biểu hiện gì Về chuyện này cả Ôi thế thì cậu còn ngờ ngạch lắm Con gái giờ họ khôn Phải thật tinh ý mới phát hiện nổi Cậu thử nghe mình Về lưu ý của ấy xem nhé Mình xin nói rõ quan điểm Cho cậu hiểu mình Từ trước tới nay mình vẫn coi tâm như một người bạn chiến đấu chân thành thân thiết nhất và có lẽ từ nay về sau cũng như thế thôi thanh sơn ạ à? mình hiểu rồi về chuyện này nếu hai người xây dựng thành công thì càng tốt mà không cũng chẳng sao miễn lại cứ giữ vững tinh thần bạn bè thật đẹp đẽ trong sáng không ảnh hưởng gì đến nhiệm vụ chung là được thế còn cậu và vân thế nào chắc cái giả của cậu sẽ thành cái thật phải không Thanh Sơn cười Mình với Vân ấy à Kể cũng khó nói Vì cái giả của mình có từ lâu rồi Nó chỉ trên mức của cậu một tí thôi Nhưng dù sao Cũng chưa thành cái thật được đâu Nói thật với Giáp Mình với Vân có nhiều kỷ niệm sâu sắc lắm Kể tới đây Thanh Sơn hơi hạ thấp giọng xuống vuốt lại mái tóc Và nói tiếp Và cứ sống như thế này Thì lại càng nhiều kỷ niệm hơn mình thấy Vân nhiệt tình Và hy sinh vì mình quá nhiều Nên mình rất thương Vân Nhưng tình hình này Thì cứ từ từ đã Giờ phải lo chuyện làm ăn Còn chuyện trăm năm cứ tạm gác đấy Khi nào có điều kiện sẽ hay Buổi chiều ấy Ngồi ăn cơm với Tâm Đoàn giáp kể chuyện đến nhà Thanh Sơn Tâm hỏi ngay Anh thấy quan hệ giữa Thanh Sơn và chị Vân thế nào? Vẫn bình thường như xưa thôi Đoàn giáp trả lời không em thấy khác lắm các đồng chí ấy xì xào là anh chị ấy yêu nhau rồi đấy kể giả vờ thế mà hóa thật thì cũng hay buồn cười anh nhỉ nói rồi tâm liếc nhìn đoàn giáp đoàn giáp nhìn vào khuôn mặt tâm và toáng lặng người đi anh vừa phát hiện trong đôi mắt của người bạn gái chân thành một tia sáng lạ Buổi sáng đẹp trời, nắng sớm dịu dịu, tòa lung linh khắp cảnh cây, kẽ lá và rơi đầy ở trên phố phường Hà Nội. Giữa cảnh ban mai rực rỡ ấy, ở ngôi nhà Tây Mỏ Vàng, xuất hiện một đôi trai gái rất trẻ. Họ gặp nhau, trao đổi một câu gì đó rất nhanh, rồi sánh vai, dìu nhau đi như một cặp tình nhân trên đường Hoàng Hoa, Hoa Tám. Cô gái chừng 20 tuổi, người tấm tước, mặt tròn, tóc phi dê rất kiểu cách, cô mặc bộ đồ cánh dài bằng vải đắt tiền màu hoàng yến rất nền nã cả người cô đều toát lên một vẻ đẹp đài các sắc sảo của lớp người quý phái thượng lưu cô gái ấy là lê hoàng yến một điệp báo viên của công an hà nội còn chàng trai thì chúng ta đã biết đoàn giáp đoàn giáp biết hoàng yến từ ngày còn ở chiến khu thuở còn cùng anh phan khắc trình làm công tác theo dõi và chỉ đạo mạng lưới điệp báo nội thành. Có một hôm, đội du kích bắt được hai thiếu nữ khá xinh đẹp, vượt vòng tuyến của địch, giả là người đi buôn, chạy sang khu căn cứ. Đội du kích nghi là Việt San, định đem xử tử. Thì hai cô yêu cầu được gặp cán bộ kháng chiến để báo một điều vô cùng quan trọng. Ngay sau đó, hai cô được đưa lên gặp đoàn sát và anh Phan Khắc Trình hai cô khai tên là lê hoàng yến và nguyễn thị mão rồi đưa ra một lá thư của một người có tên là nguyễn hữu đức nội dung thư nói ba người đức yến và mão đều là cán bộ kháng chiến bị bắt vừa chạy được một người đàn bà có thế lực xin cho hiện nay cả ba người đang ở nhà bà ta rất có điều kiện hoạt động bí mật hợp pháp trong lòng địch đề nghị trên cho bắt liên lạc để được phục vụ kháng chiến Toạt đầu ai nấy đều nghi ngờ tưởng là địch tả mồi câu ta nhưng sau khi giữ hai cô lại gọi hữu đức ra ta xác minh thấy đúng lãnh đạo công an hà nội liền quyết định thành lập tổ điệp báo do hữu đức làm tổ trưởng anh và các trình và đoàn giáp trực tiếp theo dõi điều khiển hữu đức được ra vùng tự do để gặp mẹ còn hoàng yến và mão được đưa đi huấn luyện điệp báo cấp tốc vì xét thấy họ có điều kiện thuận lợi để hoạt động. Nhất là Lê Hoàng Yến, có một lý lịch rất tốt cho nghề điệp báo, mà đoàn giáp đặt khá nhiều hy vọng. Bố Hoàng Yến là người Tây, đi lính khố đỏ, đóng tránh quản. Trong đại chiến thứ nhất, ông được đưa sang Pháp để đánh Đức, được tặng thưởng huân chương và được đổi về đóng ở tô giới Pháp trên đất Trung Quốc. Trở về Việt Nam, ông bị ốm, không biết thế nào bác sĩ tây tiêm nhẩm thuốc và chết ở nhà thương đồn thủy hầu hết anh em họ hàng ở bên bố đều làm quan lại cho pháp có người thuộc loại được đào tạo từ nhỏ như lê văn nghiệp chú ruột của hoàng yến tốt nghiệp trường cai trị thuộc đại tại pháp lê văn nghiệp vào làng tây lấy tên tây là catala rồi trở về làm phó công sứ thái nguyên sau chuyển làm phó công sứ thái bình hiện nay đang làm việc ở bộ pháp quốc hải ngoại. ấy thế, nhưng mẹ Hoàng Yến là một phụ nữ rất tha tiết yêu nước, có người con trai duy nhất, bà đã cho tham gia Việt Minh và đội cảm tử bảo vệ thủ đô và hy sinh năm 1946. Còn đối với Hoàng Yến, ngay hồi ở Khê Tranh, Quảng Yên, khi cô mới 15 tuổi, bà đã cho tiếp xúc với cán bộ Việt Minh và được giác ngộ rất sớm. Rồi kháng chiến, bà lại cho Hoàng Yến thoát ly và thế là cô bị Pháp nhảy dù Bắt ở Bắc Cạn Đem về giam ở nhà tiền Hà Nội Cuối năm 1948 Phan Thị Thơ Vợ của Nguyễn Quý Cường Một chính khách có tên tuổi Một thời xin cho Và đưa về nuôi cùng với Nguyễn Hữu Đức Và Nguyễn Thị Mão Hôm nay Hoàng Yến lại đón đoàn giáp Và đưa anh tới 53 hàng kèn Để tiếp kiến vợ chồng Nguyễn Quý Cường Đi bộ thế này có ngại lắm không anh?" Hoàng Yến hỏi. "Không sao, ta đi theo kiểu dạo chơi như thế này càng dễ dàng trao đổi công việc. Anh biết không, em đang học lái xe đấy. Khi nào biết lái, em sẽ mượn ô tô ông bạc cường để đón anh như hôm nay. Thì tuyệt biết bao nhiêu." "Đúng, biết lái xe rất lợi cho công việc của chúng ta. Em nên chịu khó mà học. Nhưng có phải thằng đội trưởng lái xe của Pháp dạy không?" Vâng, Tàng Doang Thời gian này nó nói với em thế nào? Nó đang mê em Lần nào gặp Nó cũng dục em đưa đi gặp chú Catala Để nó xin cưới Và đưa nhau về Paris Nó đang muốn lấy vợ Và có tư tưởng chán ghét chiến tranh Muốn bỏ lính trở về Pháp Để giúp bố mở mang công nghệ Nó khoe bố nó rất giàu Có cả một xưởng sửa chữa ô tô Và một đồn điền trồng nho lớn thì em cần gặp nó để tác động nhiều hơn nữa đi Nhưng đi với nó Nhiều lúc em thấy ngại lắm Ngại gì Anh đã nói là khi đã quan hệ với nó Thì lúc nào mình Cũng phải cảnh giác Và chủ động điều khiển nó chứ Em biết Việc sợ nó xúc phạm Thì em chẳng ngại đâu Vì em luôn luôn có cách giữ gìn Trong quân cổ Là gặp bà con mình Hầu như ai thấy em đi với thằng Doan Cũng đều nhìn em bằng con mắt căm thù hoặc ít ra là khinh bỉ nhiều người còn chửi đồng đồ đĩ rạc trông mặt thế mà đi làm tiền thằng lõ có lần em vừa chia tay cho thằng răng đi một quãng thì lũ trẻ ở đâu ủa tới ném đá vào em và chửi nhục lắm anh ạ hoàng yến rưng rưng nước mắt cô dừng lại lấy mùi xoa nhìn hoàng yến giáp bỗng thấy xót xa anh lựa lời động viên hoàng yến và hỏi thế còn anh hữu đức anh ấy có băn khoăn gì về mối quan hệ giữa em với thằng doang không những lần em đi chơi với nó về anh ấy có nói gì không hoàn toàn không có khi anh ấy còn động viên em nữa là khác về điểm này ngay trước khi anh ấy đặt vấn đề yêu em anh ấy đã nói rõ quan điểm của mình nói chung rất đúng mực và đặt nhiệm vụ lên trên hết anh ấy đối với em thì tế, Nhưng còn em Tại sao mỗi khi anh ấy đi chơi Và nhảy với đầm Thì em lại thắc mắc Rồi có lần làm toáng lên Thế là sao Bị đoàn giáp tấn công bất ngờ Hoàng Yến bẹn lẽn Trước tiếu sót của mình Yến lặng đi một lúc Cô mới ngập ngừng, ngừng trả lời Thì thì em Đã nhận thiếu sót rồi thôi Vì em thấy con đầm lai like, Nó bám anh ấy dữ quá lúc nào cũng kẻ kẻ bên nhau suốt. Đó là loại phòng nhì của Pháp mà. Không hiểu tên nào, cứ mỗi lần em nhìn thấy con đầm lai like ấy đánh xe đến đón anh Hữu Đức là em lại lộn ruột lên được. Có lần em bực quá nói với anh ấy là tình nhăng. Tình nhăng chứ chẳng phải tình báo, tình bồ dịch sất. Thế anh ấy có nói gì không? Dạ không, anh ấy chỉ cười. Đến khi em ngồi đi anh ấy mới giải thích nhưng mà anh biết không chính vì em làm thế nên con đầm lai like không bám anh hữu đức nữa đấy cho nên sau này mỗi khi nó mỏ đến là anh hữu đức bảo em cứ giả vờ ghen toáng lên để cho nó cút đi thế mà được đấy anh ạ đúng đây cũng là một bài học kinh nghiệm cho chúng ta bởi vì bọn địch thường cho là những người hoạt động bí mật bao giờ cũng đặt nhiệm vụ lên trên hết không biết ghen là gì đâu Hai người vừa đi Vừa thủ tỉ nói chuyện Một lúc đã đến phố Hoàng Kén Hoàng Yến liền quay bảo với đoàn giáp Sắp đến nhà ông bà Cường rồi đấy Bây giờ em phải về trước Xem động tĩnh thế nào Anh quanh quẩn đây Và chú ý ngôi nhà năm ba kia Nếu chị Mão mặc áo đen đi ra Là anh đừng vào nữa Nhưng mà chị ấy mặc áo trắng là an toàn anh cứ đến cổng sẽ có người đón nghe lời hoàng yến đoàn giáp đứng bên gốc cây trên đẻ phố tỏ vẻ như chờ ai nhưng mắt vẫn chăm chú về ở phía cổng ngôi nhà số năm ba đó là biệt thự riêng của vợ chồng nguyễn quý cường ở hà nội vợ chồng này có tới ba biệt thự như vậy về lý lịch vợ chồng nguyễn quý cường thì ngay từ khi có ý định thành lập tổ điệp báo nằm vùng ở đây đoàn giáp đã phải nghiên cứu rất kỹ và thuộc lòng như cháu trời. Cường là con một gia đình quan lại có thế lực ở vùng Tam Đảo. Từ nhỏ, Cường được gửi sang Pháp học, tốt nghiệp cử nhân văn chương từ Paris về. Nguyễn Quý Cường bước vào giảng dạy văn của trường 10. Vì có máu kinh doanh làm giàu, Cường bỏ nghề bán cháo phổi, chạy sang làm chủ xưởng gạch, rồi chủ xưởng giày. Nhưng tất cả đều thua lỗ không đủ sức vươn lên cạnh tranh với những nhà tư sản lớn và người Pháp. Mộng trở thành triệu phú tan tành với quý cường đành cắp cặp đến làm con mi cho sở xe điện. Năm 1946, lợi dụng chính sách liên hiệp của chính phủ, Cường nhanh nhẹn nhảy vào chiếm một ghế đại biểu quốc hội, không cần ai bầu cả, vì Cường có chân trong quốc dân đảng. Mặt khác, cường tham gia hội đồng kinh tế tài chính do ông bộ trưởng lê văn hiến làm chủ tịch kháng chiến bùng nổ cường ở lại hà nội và bắt tay với pháp quốc dân đảng thấy cường vừa thân pháp vừa tỏ ra có nhiều thiện chí với việt minh để kiếm vốn chính trị chơi lá bài hai mặt nên nó bắt giam rồi khai trừ khỏi đảng cuối năm 1948, cường lại ve vãn chính phủ bù nhìn nguyễn văn xuân và kiếm được chân đồng lý văn phòng bộ lao động. Nhưng sau đó, nó phát hiện Cường là một tay lá mặt lá trái, ăn ở hai lòng nên nó sợ và tẩy chay nốt. Thất nghiệp, Cường đánh cắp cặp về vườn, làm cố vấn cho vợ. Vợ Cường là Phan Thị Thơ, con một gia đình đại địa chủ kiêm tư sản Hà Nội, có đồn đường lớn ở Phú Thọ. Tốt nghiệp xong, Thơ đi làm giáo viên tiểu học, nhưng cũng giống máu chồng thích làm giàu thơ bỏ nghề giáo nhảy sang kinh doanh thủ lỗ thất nghiệp thơ chuyển sang con đường đầu cơ việc từ thiện và ngoại giao về phương diện này thơ tỏ ra rất giảo hoạt và sắc sảo từ pháp nhật đến việt minh thơ đều tìm cách quan hệ miễn là có lợi khi nhật đảo chính pháp thơ đã đưa một số người và binh sĩ pháp ở vùng tam đảo trốn ra khu căn cứ Tà Túc Thái Nguyên của ta. Để mang ân huệ này, khi quốc dân đã tan rã, một số bị ta bắt vĩnh viễn, thơ lại lấy danh nghĩa vợ đại biểu quốc hội để xin ta cho một số thanh niên lầm đường lạc lối trở về với gia đình. Năm 1946, khi đồng bào quyên góp để may áo ấm cho binh sĩ, thì thơ đã có mặt trong bán thu nhận mùa đông binh sĩ kháng chiến bùng nổ thơ đem đến biệt thự villa gabi làm lô cốt chiến đấu bảo vệ doanh trại bảo vệ quốc đoàn đóng ở quân ngựa pháp đã đánh hà nội thơ lại gia nhập hội hồng tập tự pháp để đứng ra giải tỏa đồng bào tản cư bị mắc kẹt sau đó thơ xin một số nhà tổ pháp để tìm cách làm ăn thấy nguyễn thị mão là người cùng quê nguyễn hữu đức là con bác gác trường cũ có ân huệ với gia đình thơ và lê hoàng yến là cháu ruột của catala một trong số người có thế lực đang được chính phủ pháp tín dụng nên thơ đã xin bọn mật thám thả ra đem về nuôi mới đây thơ lại cùng vợ đi gô ủy viên cộng hòa pháp cao ủy bắc việt tổ chức hội nghị liên hiệp bảo trợ phụ nữ và nhân đồng việt nam lập một ấu trị viên tại nhà tây mỏ vàng trên đường hoàng hoa Thám để nuôi trẻ mồ côi và các quả phụ không nơi nương tựa. Đặc biệt, thơ quen biết rất nhiều quan chức của pháp và nổi tiếng có tài làm hài lòng các quan chức pháp. Điều đáng chú ý là thơ quen biết hầu hết tên mật thám có tên tuổi của pháp, ngay cả các tình báo Bipra cũng rất thân với thơ. Chính vì vợ chồng Nguyễn Quý Cường có một tiểu sử khá lý thú về sự cơ hội tới mức nghệ thuật như vậy. Cho nên, lãnh đạo Công an Hà Nội mới nhất trí với đoàn giáp cho tổ điệp báo cư trú hợp pháp ở đây. Nhưng trách thủ được vợ chồng Cường ủng hộ ta không phải là việc làm mà cái tuổi 20 của đoàn giáp có thể thực hiện được dễ dàng. Mà phải vận dụng trí tuệ tập thể. Vì vợ chồng Cường là một lá bài khó chơi nếu không biết tận dụng cái uy tế chính trị rất lớn của Việt Minh. Ngay việc chuẩn bị cho buổi tiếp kiến lần này, Hữu Đức đã cho đoàn giáp biết ta sẽ thử tách vợ chồng Cường tới ba lần. Lần thứ nhất, Đức báo cho vợ chồng Cường biết là sẽ mượn một căn nhà ở trại nuôi trẻ mồ côi của Thơ để cho Việt Minh vào họp và như vợ chồng cường che chở cho vợ chồng cường gật đầu đức liền tập hợp một số tay chân trên cờ bạc đến chơi và bố trí người theo dõi vợ chồng cường nhưng tôi thấy tuyệt nhiên vợ chồng cường không đả động gì lần thứ hai hữu đức báo với vợ chồng cường xin cho hoàng yến và mão đến phố bạch mai để lấy vũ khí về cất giấu ở trại trẻ mồ côi Vợ chồng Cường cũng đồng ý Đêm ấy Hữu Đức liền cho Hoàng Yến và Mão Đến nhà cơ sở Bạch Mai Lấy một số bí đao Và quả na Cho vào bị để kín lại Rồi thuê xích lô đem về trại Tại đây Hữu Đức cũng vừa đem chỗ kín đáo Để mở Để đào bới chôn giấu Vừa làm Anh vừa cho bám sát vợ chồng Cường nhưng vẫn không thể thấy vợ chồng này có biểu hiện triệu chứng gì là đi báo địch lần thứ ba hữu đức tỏ ra rất quan trọng đến nói với vợ chồng cường cho mượn chiếc ô tô riêng để đón một cán bộ cao cấp ở chiến khu vào vợ chồng cường vui vẻ cho mượn ngay hữu đức liền lấy xe đi và lại cho người giám sát theo dõi nhưng vợ chồng cường vẫn im như tóc ở trong bộ Hiệu Đức đánh xe quanh Hà Nội Chơi một lúc Sau đó đánh thẳng đến nhà một tay mật thám quen Dù nó đi chơi Đến tối mịt Hữu Đức mới đánh xe về Thấy anh về muộn Vợ chồng Cường cũng không hề phản nàn một câu Để chuẩn bị cho các cuộc gặp gỡ này Đoàn giáp đã bàn với Hữu Đức Báo cho vợ chồng Cường biết Trước hai tiếng Là có đặc phái viên của kháng chiến đến gặp. Bảo xong, cho cường theo dõi, nếu khả nghi, phải lập tức đối phó ngay. Thoáng thấy mão mặc áo trắng đi ra, đoàn giáp liền tiến về phía cổng ngôi nhà số 53. Vợ chồng cường đón đoàn giáp trong một căn phòng ở trên gác rất sang. Nguyễn Quý Cường, chạc gần 50, người gầy thấp, nước da trắng trèo. Thơ cao hơn chồng một chút, nhưng tuổi thì kém chồng, đến năm bảy tuổi. Mặt thơ hơi gầy, nhưng trang điểm vẫn son lộng lẫy, nên trông khá xinh. Khi Hữu Đức giới thiệu đoàn giáp, vợ chồng Cường tỏ ra hoan hỷ và dùng những lời lẽ rất hòa mỹ để ca ngợi kháng chiến, ca ngợi Hồ Chủ tịch. Sau đó, để lái câu chuyện sang giới thiệu với gia đình mình, Cường nói đây là những người Việt Nam Thực sự mang dòng máu lạc hồng Biết yêu nước thương nòi Thì ai cũng tán thành ủng hộ kháng chiến cả Gia đình tôi vì hoàn cảnh bắt buộc Ở lại ở trong này Nhiều lúc cũng thấy rẻ rứt khôn nguôi Mặc dù phải sống giữa bảy lang sói Nhưng không bao giờ chúng tôi gào thét Theo lang sói đâu Đỡ lời chồng Thơ thỏ tẻ nói tiếp Thành tâm mà nói Vợ chồng tôi luôn tâm niệm hướng về kháng chiến và rất muốn được đóng góp với kháng chiến như những ngày đầu cách mạng. Nhưng khổ nỗi là tình hình ngoài ấy, vợ chồng tôi biết ít quá, không biết ngoài ấy hiện đang thiếu gì, cần gì để chúng tôi có thể gửi ra đóng góp được không. Chúng tôi áy náy điều ấy quá. Nay gặp ông, nhờ ông làm ơn chỉ giúp nếu như ông bà đã có lòng ủng hộ kháng chiến thì đâu cứ nhất thiết phải bằng vật chất mà ở địa vị ông bà còn có thể đóng góp được nhiều cái to lớn hơn có hiệu lực và trọng đại hơn đoàn giáp trả lời chậm rãi và rành rọt cường đưa mắt nhìn vợ rồi tận trọng hỏi đoàn giáp thưa ông ngoài vật chất ra vợ chồng tôi có thể đóng góp được gì và bằng cách nào có nhiều cách rất thiết thực lắm ông bà sẽ nghĩ như thế nếu như tôi mời ông bà cộng tác với chúng tôi để tiến hành một số công việc ích nước lợi dân thay lời chồng thơ ngọt ngào đáp thưa ông để ủng hộ kháng chiến vợ chồng tôi xin sẵn sàng làm bất cứ việc gì mà khả năng chúng tôi có thể làm được còn những việc lớn lao e vợ chồng tôi tài hẹn sức mọn không gánh vác đảm đương nổi đâu những công việc của chúng tôi nhờ chắc chắn sẽ không bao giờ quá khả năng và nguy hiểm cho ông bà cả như thế sự cộng tác giữa chúng tôi với ông bà quá ngắn ngủi cho nên chúng tôi chỉ dám nhờ những công việc mà ông bà có thừa sức vì những ông bà có thể thương lượng với bọn mật thám pháp hoặc cai ngục xin cho một chỗ chính trị phạm của chúng tôi được tự do chẳng hạn. Ồ, những việc đó thì chúng tôi có thể cố gắng được. Ông cần xin cho ai? Cứ cho biết. Nếu ông bà không từ chối, thì chúng tôi xin phép bàn với buổi khác. Còn hôm nay chỉ là buổi sơ kiện để anh em làm quen với ông bà tôi ạ. Buổi gặp gỡ đã đi đến tòa thuận tốt đẹp Tạm biệt vợ chồng Cường cổng trước Đoàn giáp lại đi theo Hoàng Yến về cổng sau Và nhà dưới Họp với anh em tổ điệp báo Ở đây ngoài 30 Hữu Đức, Hoàng Yến và Mão Gia Ở đây ngoài ba người Hữu Đức, Hoàng Yến và Mão Gia Còn có Nguyễn Văn Nhiêu Là đầu bếp của vợ chồng Cường Cũng được giác ngộ Bổ sung cho tổ điệp báo Nhiều chuyến phụ trách Giao thông liên lạc gặp gỡ anh em trong tổ điệp báo đoàn giáp nói về tình hình kháng chiến và phân công nhiệm vụ mới cho từng anh chị em trong đó có kế hoạch nắm chắc và sử dụng con bài vợ chồng cường với kế hoạch giải thoát cho một số anh chị em tù chính trị này mai các bạn vừa nghe xong phần ba tiểu thuyết tình báo dài kỳ của tác giả tôn ái nhân Trinh sát Hà Nội. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào khung giờ phát sóng 20 giờ tối hàng ngày trên kênh.